Xin chào tất cả anh em nha. Trời mưa quá thì mình không đi quay vlog được. Thì ở nhà có một số anh em có nhắn tin hỏi và nói là làm sao anh có thể tạo những cái video mà có những dòng chữ chạy chạy chạy, hoặc là về trong video là có những có thể thay đổi tiếng nói của mình thành là tiếng con nít, tiếng trẻ em, tiếng người lớn, tiếng con trai, tiếng phụ nữ, hay là thú vị đến vậy. Hoặc là có thể là tại sao mà anh có thể lại tua ngược được video, có phải là do anh sắm một dàn PC khủng hay là một cái laptop vài chục triệu thì mới có thể làm được những cái video như thế không? Thực ra thì để làm được những video như thế thì chúng ta cần phải sắm một bộ máy gần cả trăm triệu nha anh em. Mình đùa thôi. Thật ra để làm được những video như thế thì nó thật sự hết sức là đơn giản. Thì chúng ta cần phải có một cái phần mềm và có thể thao tác trực tiếp hết sức dễ dàng trên chiếc điện thoại mà mình sử dụng hàng ngày thôi. Như anh em biết đó, thì điện thoại Android hoặc là smartphone hiện nay á, là hầu như ai ai cũng có một cái điện thoại như vậy để sử dụng. Và mình muốn tạo những cái video để lưu trữ kỷ niệm thì nhờ công việc là tạo và chỉnh sửa video trên điện thoại hết sức dễ dàng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tải phần mềm gì cho điện thoại và làm như thế nào để trong video có thể chạy được những dòng chữ lên xuống qua lại tạo thú vị, và có thể bóp méo tiếng, có thể thay đổi tiếng âm thanh của mình thành là tiếng trẻ con, tiếng bà già, hoặc là tiếng thanh niên, hoặc cũng có thể là chúng ta tua ngược video để tạo nên những cái hiệu ứng mới lạ. Ok, đầu tiên chúng ta vào cầm điện thoại lên, điện thoại smartphone của mình ấy, chúng ta vào phần cài đặt chung, cài đặt của máy. Mình sẽ chia sẻ một cách hết sức chậm rãi để cho những anh em nào mới sử dụng điện thoại lần đầu tiên, hoặc là những anh em nào mà muốn làm những cái video theo giống kiểu của mình thì có thể làm theo được. Chúng ta cần phải theo dõi thật kỹ, và các bạn là nên nghe và xem mà theo dõi cực thật kỹ từng bước của mình chỉ hướng dẫn anh em nhé. Thì đó, đầu tiên là chúng ta mở điện thoại lên và chúng ta vào phần cài đặt chung của máy đó. Chúng ta vào phần ứng dụng. Mục đích của cái việc này là gì? Là để vì đa số các dòng máy Android đều là khóa cái quyền cấp quyền này mà chúng ta tải về một cái ứng dụng bên thứ ba. Còn hoặc là nếu mà họ mở thì họ sẽ mở một cách miễn phí, mà chúng ta muốn mua cái bản đầy đủ thì chúng ta cần phải tốn tiền hàng tháng. Nhưng mà bây giờ mình có cái cách khác, là có người mình lách qua và chúng ta phải mở cái mình bật cái tính năng cài đặt ứng dụng ở bên thứ ba vào đó. Chúng ta sẽ vào tiếp tục vào showroom, hay còn gọi là Google showroom ở trên laptop đó. Chúng ta kéo lên, chúng ta kiểm phần cài đặt ứng dụng không xác định như anh em thấy này đó. Chúng ta nhấp vào, chúng ta sẽ mở cái phần này lên, mở phần lên như mình mở này thì mở lên, bật được tính năng như thế này rồi thì chúng ta sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ tải được một cách dễ dàng hơn. Rồi tiếp theo chúng ta vào Google showroom luôn. Chúng ta vào Google chúng ta đánh dòng chữ là tải
nó có tiếng Việt tại Kinematograph. Anh em phải ghi cho đủ đúng và đủ y như mình nhé. Kinematograph, đây là phần mềm khá được ưa chuộng, hầu như anh em nào làm video trên điện thoại đều sử dụng. Và chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta kiếm phần tải xuống Kinemaster Pro đuôi APK này. Thường thường là dòng Android sẽ chạy đuôi APK nha anh em. Chúng ta nhấp vào. Tiếp theo nữa, đây là chính là cái logo giao diện của Kinemaster Pro. Vì nếu mà không rắc á, thì chúng ta có thể lên CH Play chúng ta tải về được, nhưng mà sử dụng cái bản đó sẽ là bản miễn phí. Và video chúng ta khi mà tạo ra đều phải dính cái logo của Kinemaster ở góc bên phải màn hình. Đó. Mục đích của cái việc này nãy giờ mình chia sẻ cho anh em là để lấy được cái phần mềm Kinemaster Full, hay còn gọi là Pro, Full Rack rồi đó, là bẻ rồi đó anh em. Là sẽ không còn cái dòng chữ của logo của Kinemaster nữa. Rồi. Chúng ta sẽ kéo lên. Kéo hết lên. Tiếp tục kéo. Kéo chậm thôi chứ sợ anh em không thấy. Kéo xuống tới đáy luôn nha anh em. Đó. Thì sẽ có dòng chữ là download APK file unlock, chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta đợi một xíu. Đó. Rồi. Chúng ta nhấn vào download unlock. Đấy. Đó, nó sẽ có thời gian là khoảng 10 giây và sẽ hiện lên chữ download. Rồi chúng ta nhấp vào chữ download này. Thì điện thoại của các bạn nó sẽ báo là loại tệp này có thể gây hại, nhưng mà thật sự ra những cái tệp này không có gì gọi là gây hại hết. Chúng ta nhấn OK thôi để tiếp tục tải. Đó. Và rồi OK. Sau khi chúng ta đã tải được theo như các bước mình hướng dẫn thì chúng ta sẽ tải về và cài đặt được cái bản Kinemaster Pro đó, hay là Full Rack rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em cái cách làm tua ngược video. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tua ngược video. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái ô đỏ này để tạo một cái chương trình một video mới, chọn kích thước 16:9 luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm video. Chúng ta sẽ vào phương tiện này. Chọn camera này, mình sẽ chọn thử một cái video nào đó để mình làm cái hiệu ứng, chia sẻ cho anh em hiệu ứng tua ngược. Rồi, chọn cái video đi bộ này đi. OK. Mình thử chạy cho anh em xem. Đây là cái video hiện tại là ông thầy của mình đang đi tới. Đó, như anh em thấy, đang đi từng bước chậm rãi. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cách tua ngược video. Có nghĩa là ông này, thầy này sẽ đi giật lùi lại. Này, chúng ta sẽ nhấp vào video nha anh em. Tiếp theo nó sẽ hiện lên chữ là tua ngược. Mình nhấp vào phần tua ngược. Thì phần mềm sẽ báo là hệ thống đang trong quá trình chỉnh sửa video. Vì những cái chỉnh sửa video này là hết sức đơn giản trên cái phần mềm này, nên là hầu như đa số phần mềm tự làm hết, chúng ta không cần phải làm những cái chi tiết nhỏ nhặt. Rồi, mình sẽ xem lại thành quả. Ấn OK và check ở trên xem lại thành quả. Đó. Thì giờ là như anh em thấy là ông thầy của mình đang đi ngược lại, đang đi giật lùi lại. Khá thú vị đúng không anh em? Và tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà để bóp
tiếng có thể thay đổi cái giọng nói khi mà mình quay video thành tiếng con nít, bà già, trẻ em. Tiếp tục chúng ta vào phần phương tiện, vào phần camera. Mình chọn video này đi, mẫu video này đi. Cái đầu tiên là mình sẽ chạy thử cho anh em nghe. Chào tất cả anh em nha. Đây, anh em thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin một like, một comment, một lượt đăng ký ủng hộ để mình có thể tiếp tục tạo động lực để ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn. Cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em. Có một câu nói hoài. Đó là giọng nói của mình, giọng thật của mình trong video. Bây giờ mình muốn thay đổi giọng nói này thì mình cũng tiếp tục nhấn vào phần video mình muốn chỉnh sửa. Sẽ có mình tiếp tục lượt lọc lên, kéo lên. Và nó sẽ có cái mục là bộ thay đổi giọng. Đó. Để thử là chọn thử âm trầm đi. Chào tất cả anh em nha. Anh em thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin một like, một comment, một lượt đăng ký ủng hộ để mình có thể nghe hơi bị khó nghe để ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn. Cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em. Giờ có vẻ không hợp với lại giọng nói của mình. Tiếp theo thì mình sẽ chọn giọng nói trẻ con đi. Chào tất cả anh em nha. Anh em thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin một like, một comment, một lượt đăng ký ủng hộ để mình có thể tiếp tục tạo động lực để ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn. Cảm ơn anh em. Chào tạm biệt anh em. Đó là cái phần chia sẻ của mình. Trong này có rất nhiều là cái cách thay đổi giọng nói của các kiểu giọng nói khác. Đó, ví dụ như hai giọng một hoặc giọng nữ nữa. Thôi tốt nhất là mình không nên nghe giọng nữ đi. Mình cái giọng của mình cũng khá giống giọng nữ rồi. Rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách là chữ chạy trong video. Tại sao là có thể trong video mà có chữ chạy lên chạy xuống đó anh em. Thì mình cũng sẽ lấy một vào phương tiện, mình chọn một video. Mình tiếp tục chọn một con ra, mình chọn lại video lúc nãy đi. Video đi bộ lúc nãy cho ngắn ngắn thôi, làm cho anh em dễ hiểu. Rồi, chọn. Thì chúng ta tiến hành vào chọn video rồi, chúng ta sẽ vào lớp. Đó, phần lớp này, mình chọn vào phần văn bản. Mình ví dụ mình ghi chữ đạt g đi. Đạt g chứ không phải đạt gây nha anh em. Ok. Mình sẽ kéo to cái dòng chữ này ra. Mình sẽ để có một góc nào đó, ví dụ góc này chẳng hạn. Rồi, tiếp theo chúng ta nhấp vào cái phần mà của cái chữ đó, mà chúng ta muốn cho cái dòng chữ này nó chạy hết video của mình luôn thì chúng ta tiến hành kéo cho nó hết video luôn. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta ấn vào cái chìa khóa ở phía bên tay trái, anh em để ý đây, bên này chúng ta sẽ kéo làm theo các bước mình nhé. Đẩy vào một xíu, chúng ta ấn vào dấu cộng này, dấu cộng, dấu o mà có dấu cộng đó. Rồi chúng ta kéo xuống này. Rồi chúng ta đẩy tiếp, chúng ta ấn vào dấu cộng tiếp, chúng ta tiếp tục kéo xuống. Đó, đẩy tiếp cộng. Rồi giờ chúng ta thử chạy xem. Ok, chúng ta thử chạy. Đó, anh em thấy chữ của mình chạy từ trên chạy xuống đúng không? Bây giờ thì để vậy, từ góc này qua góc bên kia như thế nào? Thì tiếp ra tôi tiếp tục ấn vào chữ đặt G. Chạy tới đây rồi. Này chạy tới đây đúng không? Chúng ta tiếp tục ấn vào cái dấu đó. Ok,
cái chìa khóa đó, tôi kéo tiếp một khúc nữa. Chúng ta vào dấu cộng, chúng ta kéo qua bên góc bên này. Tiếp tục. Ấn tiếp vào dấu cộng, tôi kéo xuống như này. Tiếp tục, đẩy tiếp một đoạn nữa, ta kéo ngược về. Rồi. Tiếp tục. Ấn dấu cộng tiếp tôi kéo về đây. Rồi ok. Giờ chúng ta chạy lại xem. Đó, sẽ xuống. Rồi sẽ chạy qua bên này, chạy lên, chạy xuống. Chạy qua góc bên này. Đó, như anh em thấy khá thú vị đúng không? Và tiếp theo, ví dụ như chúng ta thấy dòng chữ của mình nó khá khô khan thì chúng ta muốn đổi phông chữ thì nhấn vào cái chữ AA đây, hai chữ AA đây, mình chọn những cái chữ nào nó sẽ to hơn, đẹp hơn, dày hơn. Đó. Hoặc là những cái hoạt ảnh tổng thể này, và khi mà chúng dòng chữ này nó chạy lên chạy xuống này sẽ nó sẽ có những cái gì lấp lánh, ví dụ đó sẽ anh em thấy lấp lánh không mạnh đó, méo rung đấy, nó quá nhiều trong này luôn đó, vòi phun, wow, chuông đó, tha hồ cho anh em trải nghiệm. Anh em thấy video hay hữu ích thì cho mình xin một like, một comment, một lượt đăng ký ủng hộ để mình có thể tiếp tục tạo động lực để ra nhiều video hay hơn, hữu ích hơn.